Xin kính chào tất cả mọi người, tiếp tục trở lại với kênh Nhà Đất Phan Công. Tiếp tục hôm nay em lại giới thiệu đến cho anh chị và các bạn mình tham khảo một mảnh nhà vườn có địa chỉ trực thuộc tại xã Đắc Nờ Rung thuộc huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông anh chị nhé. Có tổng diện tích là hơn 1,2 hectare, cụ thể là 12.300m2 anh chị này. Cách trung tâm trường chợ tiện ích là đúng 4km thôi. Đường xá lưu thông đến mảnh vườn của mình thì xe gầm thấp gầm cao di chuyển đến vườn rất dễ dàng anh chị này. Và đất của mình thì có sẵn nhà ở cấp 4, cũng khá là kiên cố, rộng khoảng 100m2, sân phơi rộng rãi. Và nguồn nước tưới trên mảnh vườn của mình thì được kết hợp với giếng khoan anh chị nhé. Đất của mình thì bám được hai mặt tiền đường đất như thế này, dân sinh ở khá là tốt anh chị này. Và nó cách các tiện ích dân cư đông đúc là đúng khoảng 400m thôi. Nó ôm hai mặt tiền đường đất, đường rất là đẹp anh chị nhé. Trên đất của mình thì có sẵn nhà ở cấp 4, cũng khá là kiên cố. Nhà này thì sơn sửa lại là anh chị và các bạn mình ở rất là tốt luôn. Nhà rộng khoảng hơn 100m2, cũng có mái vòm, giếng ăn đầy đủ hết rồi. Đặc biệt là thân đất mảnh vườn của mình đây thì bằng phẳng luôn anh chị nhé. Bằng phẳng, không hề có một tí dốc anh chị này. Và cây trồng trên mảnh vườn của mình thì bác gia chủ đã phủ xanh bằng cà phê và hồ tiêu. Chủ yếu nguồn thu trên mảnh vườn của mình là cà phê anh chị nhé. Cà phê này là giống cà phê xanh lùn và cà phê tơ đang cho độ tuổi ăn lên quý anh chị này. Đó, nhà ở cấp 4 kiên cố này, nguồn thu ổn định. Trên đất thì bác gia chủ cũng trồng sen canh hồ tiêu kín, gần như là kín vườn anh chị này. Nhưng mà hồ tiêu thì cũng gọi là tạm thôi, cũng không được đẹp lắm anh chị nhé. Chỉ còn sót lại một số trụ, rơi vào tầm khoảng 200-300 trụ thôi. Còn chủ đạo cái mảnh vườn của mình là cà phê anh chị ạ. Chủ đạo đang cho nguồn thu là cà phê. Và nếu quý anh chị mua thời điểm bây giờ là quý anh chị sẽ được thu hoạch cà phê này. Cà phê trên mảnh vườn của mình thì năm nay dao động tầm khoảng 3 tấn cà phê nhân thôi anh chị nhé. Bởi vì cái dàn cà phê này là cà phê tơ, đang cho thu chính năm đầu tiên anh chị này. Thu chính năm đầu tiên nên chỉ khoảng 3 tấn cà phê thôi. Còn cái dàn cành cà phê này sang năm anh chị mình thu về ít nhất là phải rơi tầm khoảng 4 cho đến 5 tấn cà phê anh chị nhé. Giống cà phê xanh lùn, trồng kín hết vườn rồi. Với tổng diện tích là 12.300m2, hơn 1 hectare của chị này. 12.300m2, thân đất thì bằng phẳng luôn, nằm ngay khu dân sinh và ôm hai mặt tiền đường đất, với giá bán rất là hợp lý, chỉ với 1.550.000.000 vẫn còn thương lượng cho anh chị mình để sở hữu một mảnh vườn cực kỳ đẹp luôn. Thân đất bằng, có nhà ở cấp 4, giếng ăn đầy đủ, sân phơi rộng rãi, ôm hai mặt tiền đường đất. Với tổng diện tích đất là 12.300m2, hơn 1 hectare, mà giá bán chỉ có 1.250.000.000. Cho thời điểm bây giờ anh chị mình mua vào sẽ được thu hoạch mùa anh chị nhé. Nói chung dàn cà phê này anh chị này, qua năm tiếp theo đây phải cho cái năng suất rất là cao. Bởi vì dàn cà phê tơ năm nay thì mới cho thu chính mùa vụ thứ 2. Một vụ thứ hai thôi anh chị này. Nói về thân đất của mảnh vườn mình thì bằng phẳng, chất đất đỏ ba gian tơi xốp anh chị nhé. Nó cách khu dân cư đông đúc cũng như là trục đường lớn, trục đường liên xã, liên thôn thì nó mất khoảng 500m thôi anh chị ạ. Mất khoảng 500m thôi. Hệ thống tưới trên mảnh vườn của mình thì được liên kết bằng giếng khoan. Cà phê này là giống cà phê xanh lùn anh chị nhé. Mảnh vườn của mình thì có địa chỉ trực thuộc tại xã Đắc Nờ Rung thuộc huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông. Hơn 1,2 hectare, 12.300m2 với mức giá chào bán là 1.550.000.000, vẫn còn thương lượng nhẹ cho anh chị mình. Đó, ôm hai mặt tiền đường đất như thế này. Đây, em đi ngoài đường và dạo cho quý anh chị mình xem, cho quý anh chị mình nắm bắt được cái thân đất anh chị nhé. Đất rất là bằng luôn, không có một điểm nào dốc anh chị nhé, bằng phẳng luôn. Và trồng phun kín cà phê xanh lùn. Năm nay bác chủ đang ước tính rơi vào tầm khoảng 3 tấn cà phê nhân. Cà phê rất là đẹp luôn anh chị nhé.
trên đất thì sẵn nhà ở cấp 4. Giếng ăn đầy đủ hết rồi. Cái phía bên trái màn hình anh chị mình đang xem này là dân Sài Gòn, dân Đồng Nai vào đây mua đất rất là nhiều anh chị. Mua để làm vườn. Rất là nhiều luôn. Cái trục đường này. Đó, em sẽ vào mảnh vườn dạo cho anh chị mình xem này. Có thân đất rất là đẹp. Chất đất đỏ ba gian, tơi xốp không sỏi đá. Mảnh vườn của mình thì nó rơi vào mất khoảng hơn 1.000 mét vuông, hơn một sào anh chị. Là có một ít sỏi anh chị nhé. Một ít đất pha sỏi. Còn lại tổng diện tích của mình là đất đỏ ba gian hết anh chị này. Và anh chị hãy nhanh tay mua mảnh vườn này vào thời điểm bây giờ là mình sẽ được thu hoạch cà phê. Đó. Hồ tiêu thì năm nay nó dao động tầm khoảng 4 đến 5 tạ thôi anh chị. Nó chỉ dao động tầm 4 đến 5 tạ hồ tiêu khô thôi. Còn cà phê này dao động tầm khoảng 3 tấn cà phê quay về. Đó, anh chị mua giấc này là sẽ được thu hoạch cà phê luôn. Còn dàn cà phê này ấy, thì qua năm tiếp theo đây đang cho sẽ cho cái nguồn thu rất là cao anh chị nhé. Một dàn cà phê xanh lùn đẹp ngất ngây luôn. Đặc biệt cái thân đất của mình thì rất là bằng và ôm được hai mặt tiền đường đất cấp phối. Nó nằm ngay khu dân cư hiện hữu khá là tốt rồi. Quan tâm đến mảnh nhà vườn này thì anh chị hãy trực tiếp liên hệ cho em qua số điện thoại 0345 137 793, cũng là số Zalo luôn luôn hiển thị ở góc phải màn hình anh chị nhé, để được đi xem thực tế mảnh vườn này, có cái nhìn tổng quan nhất và lựa chọn cho mình một mảnh vườn ưng ý theo tiêu chí mà quý anh chị đang đề ra. Qua đây thì em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã theo dõi nhà đất Phan Công cũng như là luôn luôn đồng hành ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Quý anh chị nhớ đăng ký để không bỏ lỡ những video sau. Một mảnh vườn có tổng diện tích là 12.300 m², ôm hai mặt tiền đường, nằm ngay khu dân sinh, trồng phun kín cà phê và có sen canh hồ tiêu, nhà cửa giếng ăn đầy đủ, sân phơi rộng rãi với mức giá bán là 1.550.000.000 đang chào bán thời điểm hiện tại anh chị nhé. Đây sót lại một ít hồ tiêu, năm nay bác chủ đang ước tính rơi tầm khoảng 5 tạ hồ tiêu khô thôi anh chị nhé. Đấy, mình có hai cái chuồng trại chăn nuôi heo và nhà ở cấp 4 rất là kiên cố rồi. Đến đây thì em cũng xin kết thúc video và hẹn gặp lại quý anh chị mình trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn mọi người.